Tôi cười hơi bị khó chịu. Nằm nghiêng là thuận lợi hơn, vừa canh được ăn trộm mà vừa có thể chụp selfie đẹp luôn. Nằm nghiêng là thế đẹp nhất, nằm nghiêng có duyên, nằm ngửa có chữa. Em thì em ở nhà em cũng hay nằm nghiêng để mà xem điện thoại. Vậy là có duyên nha. Và em thấy nằm nghiêng nó cũng khá là thoải mái. Nên là em muốn hỏi chị Harry và anh Đức là nếu như mà nằm ngửa nó thoải mái hơn ấy thì em tính hỏi gì em quên mất tiêu rồi. Trời, trời đất ơi. Khi sử dụng điện thoại chúng ta nên nằm ở tư thế nào? Nằm ngửa. Mời bạn ạ, mời bên đầu bạn ạ. Nằm ngửa sao ạ? Nằm ngửa anh nằm đi, anh cầm điện thoại anh nằm đi anh. Để em giới thiệu. Rồi. Dạ. Là anh Dương Mai được canh em giới thiệu thôi đó hả? Dạ, anh nằm đi. Rồi. Anh nằm đi. Nằm ngửa sử dụng điện thoại. Vâng. Đây, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nằm ngửa như vậy là cái sống lưng của người đó đứng thẳng. Đó. Rồi, tới đó thôi. Tới đó thôi. Và khi mà mình cầm cái điện thoại đó, mình cầm cái hai cái điện thoại như vậy và cái cuộc sống lưng vẫn là nó đứng thẳng như vậy cho nên nó không có bị ảnh hưởng về cái cuộc sống lưng cả. Với lại thêm cái nữa, anh đứng thẳng, anh đây, đây, tay thẳng, đó, tay thẳng vậy. Đó. Đây, tay này cũng thẳng luôn. Thì tay nó cũng không có ảnh hưởng cái gì mà nó bị sống, nó bị gãy hay là bị cái gì đó. Khó chịu đúng không? Không có khó chịu một cái gì hết, anh có khó chịu không? Không nha. Anh có khó chịu đúng không? Tại vì không biết có ai mà cầm điện thoại xài gì không chứ. Tại vì đồng đội mình đang kêu không khó chịu, mình đâu dám cãi chứ anh, mỏi chứ em. Anh làm vậy? Mỏi. Mình đây nằm ngửa như vậy thì mình có một cái chức năng là tập thể dục nữa. Ví dụ push up, đây, push up anh. Rồi 1 2 Đó. Nó có cái một cái kỹ năng là tập thể dục luôn. Ồ, kết hợp với ai vậy ha? Là khỏe. Trời ơi, cái này là tư thế cực kỳ khỏe. Anh thấy khỏe hơn không? Khỏe quá. Khỏe quá mà đúng không? Quá khỏe luôn. Tiếp tục. Tiếp tục. Ok. Rồi. Cho tới cuối cùng nha anh. Ủa là được về chưa? Em xong rồi. Trời. Còn anh đó, còn anh chưa biện luận. Anh có bổ sung gì với của bạn của anh không ạ? Tự nhiên cái đứng tôi, này chữ rớt luôn. Tôi hoàn toàn đồng ý với đồng đội của tôi. Yeah. Wow. Yeah. Dành lời trước nha. Kính thưa quý vị và các bạn, từ thuở xa xưa, ông bà ta có câu là ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Đó là cái công dung ngôn hạnh đó. Ví dụ như ngày xưa mà ở bà ngoại em nói nha, nằm ngửa là có chữa nha. Nằm nghiêng là duyên, là gián. Cấm nằm ngửa. Nằm nghiêng là duyên hả? Là duyên mà nằm ngửa là có chữa. Là khi đó em nhỏ đâu, bà ngoại em dạy em như vậy. Thì ngày xưa thì người ta không có cái điện thoại, người ta cầm nồi, cầm niêu, cầm chảo, người ta cũng nằm như thế này. Đó. Thứ nhất là cái dáng nó đẹp, nó kêu gợi. Còn nằm vậy là đi, là chuẩn bị đi, là để tay bụng nằm. Là chuẩn bị đi là. Thấy không? Rồi lúc đó là mình để cái nải chuối lên đúng không? Đúng rồi, cái đó là cầm nải chuối thôi. Chứ không thể nào mà cầm điện thoại mà kiểu đó được. Thấy không? Mình nằm là phải nằm đoan trang thùy mỹ nết na như thế này. Tay chân duỗi, mặt khiêu gợi, tóc xõa bu vai. Giờ mình nói vô cái điện thoại. Điện thoại sao? Nó sẽ như vậy. Nó sẽ như vậy. Nếu như mà mình nằm như vậy mình lỡ selfie thì mình selfie như vậy. Nọng, thì cái mặt mình nọng không như một cái mâm. Nó như cái mâm. Nhưng mình nằm nghiêng vậy, chụp vậy. Mình giấu à. Trời ơi. Có nghĩa là mình giấu những góc cạnh. Và con mắt mình đỡ mỏi luôn. Và bây giờ sẽ là một ý của đồng đội em ạ. Không, thì cho là nãy giờ mọi người thấy anh Lâm mà nói giỡn vậy thôi. Ủa sao tâm trì vậy em? Không, em chia sẻ thật tâm. Tại em thấy mấy đồng... anh xạo quá hả? Không, anh nói cũng đúng. Nhưng mà ý anh nó chưa có thuyết phục thôi. Đây, em sẽ thuyết phục mọi người nè. Đây, hồi nãy anh Đức, chị Harry và anh Đức kêu là bây giờ nằm thẳng ra như vậy. Là nó tốt cho cuộc sống đúng không? Là được nữa là có chữa đó em. Có chữa nha, coi chừng nha. Sợ quá. Thì đó, nằm ngửa là có chữa rồi, rất là nguy hiểm rồi. Chưa kể chúng ta thẳng như vậy. Đúng rồi, như là như là vô thế luôn. Vô thế là kỵ nha. Thế là kỵ nha. Thế là như vậy. Không là phong thủy luôn á. Là kỵ, thế là kỵ. Nhưng mà như vậy á, thiệt ra là mọi người ở nhà thì mọi người cũng trải nghiệm rồi. Mọi người ai mà cầm như vậy mà chơi điện thoại á, rất là mỏi tay. Rất là mỏi tay đó, nhất đó. Đó, rất là mỏi tay. Cảm giác là mình lỡ tối đi ngủ thì mình phải sợ đúng không? Lỡ buồn ngủ quá
nó rớt vô cái mặt một cái. Nó rớt vô cái sống mũi. Đúng không? Lại đi sửa lần ba. Lại đi sửa lần ba. Là lại xui nữa. Đúng. Nhưng mà mọi người để ý nè, thì ra hồi nãy anh Lâm anh nằm dài thì thường không có ai nằm dài đi ngủ hết anh. Người ta nằm dài nè, không chạm thêm cái gối đằng sau lưng nữa, là cái sống lưng mình cũng thẳng luôn. Đúng. Đấy, mình nằm như vậy. À không, đó là cái gối, đó là cái sống lưng mình nó thẳng ở đây luôn. À. Mà chưa kể là mình để cái điện thoại ở đây nữa nè. Đó, có cái đồ tượng. Cái đầu mình nó cũng nhìn được cái điện thoại luôn. Ừ. Rồi ngủ luôn em. À ngủ luôn. Thấy rồi cũng thoải mái lắm đó. Rồi mời em xuống đi ạ. À. Em bổ sung không có vui lắm nha. Mời xuống. Em chia sẻ kiến thức. À, kiến thức rồi. Kiến thức lỡ mà ban đêm nhà mà phòng không giờ không có đàn ông đàn ơi trong nhà. Ủa? Mà lỡ mà đi ra đi. À, okay. Mà lỡ mà chơi điện thoại xong mệt mỏi mình ngủ dậy cái anh trộm vô là lấy cái điện thoại anh. Ví dụ anh trộm đi vô em ăn trộm đi không có hay gì luôn, không có hay. Nhưng nếu mà mình nằm như vậy mình để điện thoại ở đây ăn trộm đi nha, chụp liền, chụp anh trộm và quýnh anh trộm liền. Nói chung là cái thế nằm nghiêng nó rất là thuận lợi. Ê nói gì nói chứ hôm nay tôi cười mỏi miệng lắm nha. Dạ. Tôi cười hơi bị mỏi miệng. Nằm nghiêng là thuận lợi hơn. Vừa canh được ăn trộm mà vừa có thể chụp selfie đẹp luôn. Nằm nghiêng là thế đẹp nhất. Nằm nghiêng có duyên, nằm ngửa có chữa. Em thì em ở nhà em cũng hay nằm nghiêng để mà xem điện thoại. Vậy là có duyên nha. Vậy em thấy nằm nghiêng nó cũng khá là thoải mái. Nên là em muốn hỏi chị Harry và anh Đức là nếu như mà nằm ngửa nó thoải mái hơn ấy thì em tính hỏi gì em quên mất tiêu rồi. Trời ơi. Cái gì vậy nè? Bây giờ anh ở nhà anh xem cái điện thoại anh xem bằng cái gì? Là cái tư thế chữa hay là tư thế duyên dáng? Anh là đôi khi anh xem điện thoại cũng có lúc này lúc kia. Mình sẽ có nhiều tư thế. Có lúc mình nằm ngửa, cũng có lúc nằm nghiêng. Và đôi khi mình rảnh rảnh mình nằm sấp mình coi vẫn được. Mà đa số là cái thói quen của mọi người. Nhưng sau này khoa học mới thống kê lại là... Ai khoa học gia ai anh? Hỏi tên mấy ổng nữa. Đã bỏ qua cái đoạn đó rồi. Là người ta xác minh lại là nằm ngửa sẽ coi điện thoại sẽ tốt hơn. Em nói là ở nhà em hay nằm nghiêng em coi điện thoại, em thấy vui, thấy thoải mái đúng không? Nhưng hầu hết bây giờ cái thế giới này người ta có những cái thói quen người ta vô tình người ta không biết tới. Thì ví dụ như em đây nằm nghiêng, mọi người thấy nằm nghiêng vui. Nhưng dần dần đó là cái tác hại mà chúng ta không biết. Cũng có rất là nhiều người kiểu như mình thấy mình cầm điện thoại mình ngồi coi rất là thoải mái đúng không? Nhưng khoảng một thời gian thôi các bé nhỏ và tất cả bây giờ khoa học khuyên là sao? Không nên dùng điện thoại và ngồi như thế quá lâu, nó bị cụp cái xương sống này nè. Đúng không? Sẽ có rất là nhiều cái thói quen chúng ta tưởng là bình thường nhưng dần dần nó sẽ gây hại cho bản thân em. Cho nên là nằm ngửa sẽ là cái cách tốt nhất mà không bị ảnh hưởng tới xương sống cũng như là sức khỏe của chúng ta. Đúng không? Còn nhiều khi anh ở nhà anh nằm sấp anh vẫn có thể anh nằm vậy. Đó, cẩn nha. Anh coi. Đúng không? Anh coi, anh chơi game, thấy thoải mái không? Nhưng một thời gian sau, ví dụ mình mới ăn khi mình nằm sẽ bị đầy hơi, không tốt cho sức khỏe chúng ta. Đó, và tại sao bây giờ chúng ta nằm ngửa chúng ta coi điện thoại tốt hơn, xương sống tốt, là không phải như hồi nãy cái ví dụ đầu tiên, đây là một ví dụ minh họa thôi. Đôi khi chúng ta không cần cầm như vậy. Có nhiều người sáng chế ra cái máy mà kẹp điện thoại trên đầu giường, nhớ không? Đúng. Có rồi, cái đúng kẹp rồi, đưa rồi. Đây nè. Đó, đưa ra mình không cần cầm luôn. Đúng không? Để em coi, mình nằm vậy rất thoải mái. Rồi mình liệm đi luôn. Mình ngủ liệm đi. Mình ý là mình ngủ liệm, mình coi cái mình ngủ quên, mình liệm đi luôn. Đúng, ngủ quên liệm đi. Rồi. Nhưng đó, đâu có ai thiết kế ra cái kẹp mà kẹp nghiêng đâu. Nếu như mà là đội hồng lè thì các bạn sẽ chọn nằm mà phải dùng điện thoại á, nằm ngửa hay nghiêng? Em sẽ nằm nghiêng ạ. Nằm nghiêng. Dạ. Em ở nhà em có mua cái đồ mà kẹp điện thoại đầu giường không? Dạ không. Để có. Giữ cái điện thoại lại để em xem không? Có, nhưng mà em có đúng xài. Không? Em mua chi vậy? Em mua thì em để mấy mỗi lần em livestream hoặc là em quay cái gì đó thôi. Còn em nằm thì em vẫn cứ cầm tay thôi. Nhưng mà nãy giờ thì em cứ chọn theo những cái mà em thường xuyên làm ấy. Theo thói quen của em thì nó lại sai. Nhưng mà bây giờ em chọn bên này. Đúng, anh nói là chúng ta nhiều khi có những thói quen chúng ta tưởng là đúng, nhưng là những cái thói quen sai không à. Cho nên chúng ta mới thường bị bệnh, bị này bị kia, đi khám ra mình mới biết. Em chọn nằm ngửa. Rồi, tin một lần nữa. Đó. Tin anh một lần nữa. Áp lực đè nặng lên đôi vai của anh đó anh đã Đức à. Tại vì nãy giờ cho có khác đi chứ.
cho vui. Ừ. Vui. Ủa sao bạn chọn anh mà sao anh buồn như vậy? Hả? Vui lên sao bạn chọn vui anh mà. Anh vui, vui hết trời. Có người chọn mình rồi. Đáp án chương trình đưa ra: khi sử dụng điện thoại lúc nằm, chúng ta nên nằm ngửa hay nghiêng? Ngửa. Nghiêng à? Ngửa hay nghiêng? Ngửa. Ngửa hay nghiêng? Nghiêng. Ngửa hay là nghiêng? Đáp án chính là nằm ngửa. Yeah.